Cô thân chào các em. Tiết học ngày hôm nay, cô sẽ ôn tập cho các em theo nội dung trong đề cương ôn tập cô đã gửi cho các em. Trước mắt, để giúp các em làm tốt 20 câu trắc nghiệm trong lớp học kết nối ở tuần 17. Sau đó, giúp các em ôn tập tốt để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 1 tới đây. Về lý thuyết, là học từ bài 1 đến bài 9, bao gồm 3 chủ đề. Chủ đề 1 là về chuyển động và vận tốc, từ bài 1 đến bài 3. Chủ đề thứ 2 về lực và quán tính, bài 4 và bài 6. Chủ đề 3 về áp suất, từ bài 7 đến bài 9. Các chủ đề này cô đã ôn tập, đưa bài lên ở tuần 4, tuần 8 và tuần 14. Bạn nào chưa hiểu bài thì chúng ta xem lại những bài học ở các tuần đó. Về phần bài tập, cũng có hai loại bài tập. Bài tập định tính là về giải thích, về ma sát, về quán tính, về việc tăng giảm áp suất trong thực tế. Loại bài tập thứ hai là bài tập định lượng, có nghĩa là các em phải tính toán ra những con số về áp suất của chất rắn, chất lỏng, về lực trong máy thủy lực. Bên cạnh đó, gồm có các đại lượng liên quan tới áp suất. Phần lý thuyết các em tự học, còn phần bài tập, cô ôn theo các câu hỏi trong đề cương. Câu 1. Một tàu thủy đang chạy trên sông, hỏi người lái tàu chuyển động và đứng yên so với vật mốc nào? Cây bên bờ sông được coi là chuyển động so với vật mốc nào? Các em đã biết, muốn biết một vật chuyển động hay đứng yên, ta dựa vào sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật mốc. Người lái tàu chuyển động so với vật mốc nào thì hãy xét vị trí của người lái tàu thay đổi so với vật mốc nào. Vậy thì người lái tàu chuyển động so với vật mốc đó là bờ sông, nhà cửa, dòng nước. Vì sao mình trả lời được câu hỏi này? Vì ta xét vị trí của người lái tàu đã thay đổi so với cái bờ sông, so với nhà cửa bên bờ sông và so với dòng nước. Vậy người lái tàu đứng yên so với vật mốc đó là tàu, hành khách đang ngồi trên tàu, vân vân. Vì sao? Vì xét vị trí của người lái tàu không thay đổi so với cái con tàu đó và so với hành khách đang ngồi trên cái tàu đó. Câu B. Ta hãy xét cây bên bờ sông chuyển động so với vật mốc nào? Rõ ràng ta thấy cây không chuyển động so với mặt đất. Nhưng vị trí của cây thay đổi so với con tàu đang chạy trên sông, so với người lái tàu. Vậy cây bên bờ sông được coi là chuyển động so với vật mốc là tàu đang chạy và người lái tàu. Câu 4. Trong đề cương ôn tập, một cầu thủ sút và trái banh A một lực ép. Hãy nêu các yếu tố của lực ép. Khi trái banh chuyển động, lực nào cản trở chuyển động của trái banh? Các em hãy nhìn vào vectơ lực được biểu diễn như hình vẽ. Dựa vào đó, ta có thể đọc được ra ba yếu tố của lực. Dựa vào cái mũi tên đó. Mũi tên này có gốc là điểm A. Vậy, điểm đặt lực sẽ là đặt tại A. Mũi tên có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải. Suy ra, phương của lực tác dụng là phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải. Mũi tên, độ dài của mũi tên được biểu diễn bằng 3 đoạn, mỗi đoạn ứng với 20 Newton. Từ đó suy ra, độ lớn của lực là 20 nhân 3 bằng 60 Newton. Các em chú ý, nếu cho 3 yếu tố của lực thì các em cũng biểu diễn được vectơ lực. Ở đây chúng ta phải thành thạo làm ngược và xuôi cho các yếu tố biểu diễn vectơ lực, cho vectơ lực
Hãy đọc ra ba yếu tố của lực. Câu hỏi tiếp theo, khi trái banh chuyển động, lực nào cản trở chuyển động của trái banh? Các em biết rồi, đó chính là lực ma sát lăn. Chính lực này đã cản trở chuyển động của trái banh, làm trái banh chuyển động chậm dần và cuối cùng dừng lại trên mặt đất. Câu 8. Nêu tên lực ma sát trong các trường hợp sau. Ma sát giữa phấn và mặt bảng khi viết bảng. Các em muốn biết nó là thuộc về ma sát gì thì các em hãy xét xem chuyển động của vật là chuyển động trượt hay chuyển động lăn. Ta thấy khi viết phấn lên mặt bảng thì chuyển động của viên phấn là chuyển động trượt. Cho nên ma sát trong trường hợp này là xuất hiện ma sát trượt. Ma sát giữa các viên bi trong ổ trục quay của xe đạp, xe máy, đó là ma sát lăn. Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi thắng xe. Trong bài 6 về lực ma sát, cô đã giảng rõ về phần này rồi. Và đây chính là ma sát trượt. Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi đi trên đường, đó chính là ma sát lăn. Vì bánh xe lăn trên mặt đường. Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi xe đang đứng yên trên dốc. Các em chú ý, xe lúc này không lăn bánh, nó đứng yên trên mặt phẳng nằm nghiêng, thì chính ma sát nghỉ giúp nó không bị trượt xuống theo tác dụng của trọng lực. Ma sát giữa tay và ly nước khi cầm ly nước, đó chính là ma sát nghỉ. Ma sát này giúp cho ly nước đứng yên, không bị trượt khỏi tay ra. Câu 9. Hãy giải thích các hiện tượng liên quan tới quán tính. Câu hỏi thứ nhất. Khi ta vẩy một chiếc cặp nhiệt độ y tế, thủy ngân trong ống bị tụt xuống. Hãy giải thích tại sao. Câu thứ hai. Đang đi hoặc chạy mà vật té, thì thân người bị ngả về phía nào? Tại sao? Câu trả lời như sau. Khi ta vẩy chiếc cặp nhiệt độ y tế và dừng lại đột ngột, thủy ngân bên trong không kịp dừng lại cùng với nhiệt kế và tay ra. Vì nó là chất lỏng, nên nó vẫn tiếp tục chuyển động do có quán tính. Vì vậy, thủy ngân bên trong ống chuyển động tụt xuống cái bầu thủy ngân. Còn trường hợp đang đi hoặc chạy mà vấp té, thì chân sẽ dừng lại đột ngột. Nhưng thân người không kịp dừng lại cùng với chân, mà vẫn tiếp tục chuyển động do có quán tính. Nên thân người bị ngả về phía trước. Sang bài tập định lượng. Bài 1. Một két sắt có khối lượng 144 kg và đặt trên sàn nhà. Diện tích phần tiếp xúc của đáy két sắt với sàn nhà là 24 dm². A. Tính áp suất do két sắt tác dụng lên sàn nhà. B. Sau đó, bỏ vào trong két sắt một con heo đất chứa tiền xu có tổng khối lượng là 6 kg. Tính áp suất do két sắt lên sàn nhà lúc sau. Trước tiên, các em cũng ghi tóm tắt đầu bài. Khối lượng ký hiệu chữ M. Ở đây có hai vật, đó là két sắt và con heo đất. Cho nên ký hiệu M1 là 144 kg, M2 là 6 kg. Còn diện tích tiếp xúc là chữ S bằng 24 dm². Đây là đơn vị diện tích hơn kém nhau 100 lần. Cho nên hãy đổi sang đơn vị hợp pháp là mét vuông. Ta phải dịch đi hai chữ số bằng 0,24 m². Tính áp suất lúc trước và áp suất lúc sau. Muốn tính được áp suất thì ta phải biết được áp lực. Áp lực chưa biết được mà mới cho khối lượng. Vì vậy, tính trọng lượng của két sắt bằng công thức P bằng 10 nhân M bằng 10 nhân 144 bằng 1440 N. Trọng lượng bao nhiêu thì áp lực bấy nhiêu. Do
Vật được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, cho nên F là áp lực sẽ bằng trọng lượng P bằng 1440 Newton. Tiếp theo, ta dựa vào công thức tính áp suất, đó là P bằng F chia S, lấy 1440 chia cho 0,24 bằng 6000 Pascal. Sau khi đã tính được câu A, chúng ta sang tiếp câu B. Cũng tương tự như câu A, hãy tính trọng lượng của két sắt và con heo đất. Đây là trọng lượng tổng cộng của hai vật. Áp dụng công thức P bằng 10m, chú ý là cộng hai khối lượng lại. Lấy 10 nhân với mở ngoặc 144 cộng 6 và bằng 1500 Newton. Suy ra áp lực của hai vật két sắt và con heo đất tác dụng lên sàn nhà cũng bằng 1500 Newton. Và ta lại tính áp suất vẫn theo công thức P bằng F chia cho S bằng 1500 chia cho diện tích bị ép là 0,24. Trong trường hợp này, diện tích bị ép không đổi. Và ra đáp số là 6250 Pascal. Vậy các em thấy là trường hợp này diện tích tiếp xúc không đổi nhưng áp suất tăng lên do áp lực tăng lên. Cô sẽ hướng dẫn các em từ bài dễ tới bài khó. Bài 2 khó hơn bài 1 một chút. Một khối gỗ A có khối lượng M bằng 20 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Diện tích tiếp xúc giữa khối gỗ và mặt bàn là 4 đề-xi-mét vuông. Câu A, tính áp suất của khối gỗ A tác dụng lên mặt bàn. Các em quan sát hình vẽ, khối gỗ A được đặt trên mặt bàn. Câu B, đặt một khối gỗ B chồng lên khối gỗ A thì áp suất tác dụng lên mặt bàn là 8000 Pascal. Tính khối lượng khối gỗ B. Trước tiên chúng ta cũng ghi tóm tắt đầu bài. Cô đã hướng dẫn giống như bài 1. Khối lượng là chữ M. Diện tích bị ép là 4 đề-xi-mét vuông. Đổi sang mét vuông sẽ bằng 0,04 mét vuông. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm câu A. Các em chú ý, bài này cho khối lượng nên bao giờ chúng ta cũng phải đi tìm trọng lượng. Còn nếu bài cho áp lực rồi thì chúng ta khỏi phải đi tìm trọng lượng nữa. Vậy áp lực của vật A tác dụng lên mặt bàn chính bằng trọng lượng của vật A bằng 10 nhân m bằng 10 nhân 20 bằng 200 Newton. Sau khi tính được áp lực rồi, có diện tích bị ép, ta dễ dàng tính được áp suất của vật A tác dụng lên mặt bàn. 200 chia cho 0,04 bằng 5000 Pascal. Câu A giống với bài 1. Sang đến câu B thì ta lại làm ngược lại. Ở câu A, ta biết riêng vật A gây áp suất lên mặt bàn là 5000 Pascal. Mà khi đặt khối gỗ B chồng lên khối gỗ A thì tổng áp suất của hai vật này tác dụng lên mặt bàn là 8000 Pascal. Cô hướng dẫn các em hai cách làm. Đây là cách làm thứ nhất. Ta có áp suất tác dụng lên mặt bàn của hai vật A và B là 8000 Pascal. Ta biết diện tích bị ép là chỗ tiếp xúc giữa khối gỗ A lên mặt bàn là 0,04 mét vuông. Vậy áp dụng công thức áp lực F sẽ bằng P nhân S. 8000 nhân 0,04 bằng 320 Newton. Đây là áp lực của hai vật AB tác dụng lên mặt bàn. Từ áp lực ta suy ra trọng lượng của vật AB bằng 320 Newton. Mà trọng lượng
của vật A. Là ở câu A ta tính được là 200 Newton rồi, cho nên suy ra trọng lượng vật B bằng lấy tổng trọng lượng 320 trừ đi trọng lượng riêng vật A là 200 thì trọng lượng vật B sẽ là 120 Newton. Biết được trọng lượng vật B, ta tìm khối lượng của vật B bằng cách lấy P chia 10. Lấy 120 chia 10. Vậy khối lượng vật B ký hiệu MB sẽ bằng 12 kg. Đây là cách 1. Cô hướng dẫn các em muốn tìm áp lực, ta tìm tổng áp lực của hai vật trước, rồi sau đó trừ đi áp lực của vật A ra áp lực của vật B. Từ áp lực vật B tìm ra trọng lượng vật B, là ta tìm được khối lượng vật B. Vậy cách thứ hai là như thế nào? Cách 2, ta dựa vào áp suất từng vật. Tổng áp suất của vật A và B là 8.000 Pascal. Vậy, áp suất vật A là 5.000 Pascal rồi. Từ đó suy ra, áp suất vật B gây lên mặt bàn là 3.000 Pascal. Biết được áp suất vật B, rồi vật B lại đặt chồng lên vật A và tiếp xúc với mặt bàn thông qua diện tích tiếp xúc của vật A. Cho nên, ta muốn tìm áp lực, ta lấy áp suất nhân với diện tích bị ép. Vậy áp lực của vật B tác dụng lên mặt bàn nhé các em. Mặt bàn thì phải thông qua diện tích tiếp xúc của vật A, đó là 0,04 nhân với 3.000 thì bằng 120 Newton. Áp lực bằng bao nhiêu thì trọng lượng bằng bấy nhiêu và bằng 120 Newton. Từ đó ta cũng suy ra khối lượng vật B sẽ bằng 12 kg. Kết quả giống như cách làm 1. Cô đã giới thiệu với các em hai cách làm để tính ra trường hợp hai vật đặt chồng lên nhau. Tiếp theo, cô ôn tập cho các em bài tập về bình thông nhau và áp suất chất lỏng. Bài 10 trong đề cương ôn tập. Cho bình thông nhau có hai nhánh cùng chứa nước. Biết áp suất của nước tác dụng lên điểm A là 3.000 Pascal. Trọng lượng riêng của nước là 10.000 Newton trên mét khối. Câu A, tính chiều cao cột nước trong bình. Câu B, biết điểm C cách đáy 20 cm. Hãy tính áp suất của nước tác dụng lên điểm B. Các em đã biết, bình thông nhau chứa cùng một loại chất lỏng. Ở đây đó là nước. Thì chiều cao cột chất lỏng ở hai nhánh ngang bằng nhau. Vì vậy, muốn tính chiều cao cột nước trong bình, ta chỉ cần tính chiều cao một nhánh, suy ra nhánh còn lại. Trước tiên cũng ghi tóm tắt. Trọng lượng riêng ký hiệu chữ D bằng 10.000 Newton trên mét khối. Áp suất tại điểm A là 3.000 Pascal. Vì điểm A nằm tại đáy bình, cho nên khoảng cách từ A lên mặt thoáng là HA, chính là chiều cao của cột nước trong bình. Dựa vào công thức P bằng D nhân H, ta suy ra muốn tìm chiều cao, H sẽ bằng P chia D. Ở đây, ta lấy 3.000 chia cho 10.000 thì bằng 0,3 m. Vậy HA là 0,3 m, chính là chiều cao cột nước trong bình thông nhau là 0,3 m. Ta quan sát hình vẽ, ta thấy điểm C nó ở vị trí ngang bằng với điểm B. Vì vậy, độ sâu của điểm C bằng với độ sâu của điểm B. Mặc dù hai nhánh bình thông nhau này to nhỏ khác nhau, nhưng do cùng chứa một loại chất lỏng,
cùng ở độ sâu, cho nên áp suất điểm C bằng áp suất tại điểm B. Vậy muốn tìm áp suất của nước tác dụng lên điểm B thì ta hãy đi tìm áp suất của nước tác dụng lên điểm C. Hoặc là ta có thể tìm độ sâu của điểm B luôn cũng được. Ta tìm độ sâu của điểm B và C. Khoảng cách từ điểm C xuống đáy là 20 cm. Đây không phải là HC, mà HC và HB chính là khoảng cách từ điểm B và điểm C lên mặt thoáng trên cùng. Vậy ta lấy chiều cao cột nước trong bình trừ đi khoảng cách so với đáy là 0,2, lấy 0,3 trừ 0,2. Vậy HB và HC bằng 0,1 m. Biết được H, biết được trọng lượng riêng D, suy ra tính áp suất của nước tác dụng lên điểm B sẽ bằng công thức D nhân H bằng 10.000 nhân 0,1. Vậy áp suất P sẽ bằng 1.000 Pascal. Bài 9 tiếp theo khó hơn một chút. Các em chú ý, cô vẫn đang ôn cho các em về áp suất chất lỏng. Và cô lồng trong bài thông nhau, chứ không phải là cô chỉ ôn tập về bài bình thông nhau. Một bình thông nhau hình chữ U, nhánh A chứa nước và nhánh B chứa xăng, được ngăn cách bởi khóa K chính giữa. Biết áp suất tại đáy của hai nhánh bằng nhau. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 newton trên mét khối và trọng lượng riêng của xăng là 7.000 newton trên mét khối. Cột nước bên nhánh A cao 63 cm. Hỏi cột xăng bên nhánh B cao hơn hay thấp hơn bên nhánh A và là bao nhiêu cm? Câu B, mở khóa K, nước có chảy sang xăng hay không? Vì sao? Chúng ta cũng ghi tóm tắt đầu bài. Chú ý, độ cao HA bằng 63 cm, đổi sang mét, dịch chuyển sang bên trái. Từ đơn vị cm, dm và đến mét, ta đổi ra là 0,63 m. Các em chú ý, trong bài này người ta nêu rõ áp suất tại đáy của hai nhánh cao ngang bằng nhau, PA bằng PB. Mà bên nhánh A cho trọng lượng riêng, cho độ cao. Vì vậy, rất dễ dàng ta tính được áp suất của nước tác dụng lên đáy nhánh A. Áp dụng công thức P bằng D nhân HA bằng 10.000 nhân 0,63 bằng 6.300 Pascal. Từ áp suất của nhánh A, ta suy ra áp suất của xăng tác dụng lên nhánh B, PB cũng bằng 6.300 Pascal. Ở đây, người ta đang hỏi là cột xăng cao hơn hay thấp hơn, có nghĩa là hỏi về độ cao. Có áp suất, có trọng lượng riêng, áp dụng công thức H bằng P chia D, ta tính được chiều cao cột xăng trong nhánh B. Lấy 6.300 chia cho 7.000 bằng 0,9 m. Như vậy, cột xăng cao 0,9 m, cột nước cao 0,63 m. Vậy cột xăng cao hơn cột nước một khoảng cách, lấy 0,9 trừ 0,63 bằng 0,27 m, đổi ra là 27 cm. Như vậy ta thấy bình thông nhau chứa hai loại chất lỏng khác nhau. Thì chất lỏng nào có trọng lượng riêng nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng sẽ cao hơn. Khi mở khóa K, nước không chảy sang xăng. Vì sao? Không phải vì cao hơn mà áp suất lớn hơn. Ta phải dựa vào đầu bài. Áp suất người ta lại cho là bằng nhau chứ không phải là áp suất khác nhau. Áp suất bằng nhau, cho nên trường hợp này nước không có chảy sang xăng. Còn nếu mà áp suất khác nhau, áp suất lớn hơn thì nó mới chảy sang nhau được. Bây giờ cô sẽ ôn cho các em các bài tập trắc nghiệm. Câu hỏi 1. Trong các cách nói sau, cách nào là chính xác? A. Thời gian chuyển động của vật càng ngắn thì vận tốc của vật càng lớn. B.
Đường đi của vật càng dài thì vận tốc của vật càng lớn. C. Chuyển động nhanh hay chậm không có quan hệ với vận tốc lớn hay nhỏ. D. Vật chuyển động càng nhanh thì vận tốc của vật càng lớn. Đây là câu hỏi liên quan tới vận tốc của vật. Vậy đọc cả 4 câu A, B, C, D, ta thấy câu chính xác đó là câu D. Vận tốc của vật liên quan tới chuyển động nhanh chậm. Chuyển động càng nhanh thì vận tốc càng lớn. Chuyển động càng chậm thì vận tốc càng nhỏ. Câu 2. Hỏi về chuyển động đều hay không đều. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động không đều? Câu A. Chuyển động của xe máy với vận tốc không đổi V bằng 24 km/h. B. Chuyển động của cánh quạt khi tắt quạt. C. Chuyển động của xe máy khi cứ 10 giây luôn đi được quãng đường 150m. D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ khi chạy ổn định. Vậy đây là câu hỏi về chuyển động không đều. Chắc chắn 3 câu còn lại là chuyển động đều. Vậy ta xét những chuyển động nào là chuyển động đều. Chuyển động của xe máy vận tốc không đổi, đây chính là chuyển động đều. Chuyển động của cánh quạt khi tắt quạt. Khi tắt quạt bao giờ nó cũng chuyển động, chậm lại và dừng hẳn. Cho nên chắc chắn đây là chuyển động không đều. Còn chuyển động của xe máy khi cứ 10 giây luôn đi được quãng đường 150m, đây là chuyển động đều. Đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. Còn chuyển động của kim đồng hồ khi chạy ổn định cũng là chuyển động đều. Vậy chuyển động không đều đó chính là câu B. Sang câu 3. Một vật có trọng lượng 10 Newton. Vậy câu mô tả nào đầy đủ các yếu tố trọng lực tác dụng lên vật? Thứ nhất, chúng ta thấy trọng lực là phải có điểm đặt tại vật, có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống dưới và độ lớn. Trong bài này cụ thể là 10 Newton. Vậy đọc câu A, B, C, D. Ta thấy câu C là câu mô tả đầy đủ nhất. Nó có điểm đặt này, điểm đặt trên vật, có phương thẳng đứng này, có chiều từ trên xuống và độ lớn 10 Newton. Như vậy, đầy đủ 3 yếu tố của lực. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Câu 4. Hỏi về quán tính. Hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động, bỗng thấy mình bị nghiêng sang trái, chứng tỏ ô tô đột ngột rẽ phải, đột ngột giảm vận tốc, đột ngột tăng vận tốc, đột ngột rẽ trái. Vậy các em thấy, do có quán tính, mọi vật không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột được. Vậy ở đây, ta thấy 4 trường hợp đều xảy ra là đột ngột. Nhưng do người bị nghiêng về bên trái, vậy ô tô phải đột ngột rẽ phải. Đáp án là câu A. Câu 5. Dưới tác dụng của lực 50 Newton, cho một vật trượt đều trên mặt sàn nằm ngang. Vậy, phát biểu nào là phát biểu sai? Câu A. Lực ma sát trượt ngược chiều chuyển động. Lực ma sát trượt cân bằng với lực kéo, ép ma sát trượt bằng 50 Newton. Câu C. Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện lực ma sát trượt. Câu D. Độ lớn của lực ma sát phải nhỏ hơn 50 Newton thì vật mới chuyển động về phía trước được. Vậy hãy tìm 3 câu đúng. Ta đi lần lượt từ câu A. Lực ma sát trượt ngược chiều chuyển động. Đúng rồi, lực ma sát bao giờ cũng ngược với chiều chuyển động. Câu B. Lực ma sát trượt cân bằng với lực kéo. Ở đây, vật trượt đều. Các em chú ý câu trượt đều. Khi vật chuyển động đều thì các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau. Vậy lực kéo là 50 Newton thì lực cản
cũng bằng 50 Newton. Vậy câu B là câu đúng. Câu C, giữa vật và mặt sàn xuất hiện lực ma sát trượt. Câu này đúng vì vật này đang chuyển động trượt trên mặt sàn. Từ phân tích câu B, ta suy ra câu D là câu sai. Trường hợp này, độ lớn của lực nhỏ hơn 50 Newton thì là câu sai, bởi vì vật đang chuyển động đều. Vậy, 5D. Câu 6, nói về áp lực, áp suất. Chọn cụm từ thích hợp theo thứ tự để điền vào chỗ trống cho các câu sau. Hãy điền vào câu tác dụng của áp lực càng nhỏ khi chấm chấm càng lớn và khi chấm chấm càng nhỏ. Vậy ta biết tác dụng của áp lực càng nhỏ khi nào? Khi áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng lớn. Vậy ở đây A, B, C, D, ta chọn câu C. Ở đây là câu hỏi ngược. Thường thường ta hay nói tác dụng của áp lực càng nhỏ khi áp lực càng nhỏ. Nhưng ở đây người ta lại viết càng lớn trước. Vậy ta phải chọn câu C, diện tích bị ép càng lớn và áp lực càng nhỏ. Câu 7. Trong hình vẽ sau, lực nào đóng vai trò là áp lực? F1, F2, F3, F4. Các em nhìn, áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Vậy, chính là F2. Còn F1, F3, F4 là lực kéo và lực cản. Câu 8. Có 4 bình chứa nước như hình vẽ. Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất? Các em quan sát hình vẽ, thấy đây là 4 bình có hình dạng khác nhau, chứa các lượng nước cũng khác nhau luôn. Vậy muốn so sánh áp suất thì ta phải dựa vào công thức P bằng D nhân H. Ở đây 4 bình cùng chứa nước cho nên trọng lượng riêng D như nhau. Vậy hãy dựa vào chiều cao cột nước trong bình. Ta nhận thấy ở bình 2 chiều cao cột nước là lớn nhất. Vậy áp suất của nước lên đáy bình 2 là lớn nhất. Câu 8B. Vậy áp suất lên đáy bình 4 là nhỏ nhất. Sang câu 9, hỏi về áp suất khí quyển. Trong những câu nói sau đây, câu nói nào không đúng về áp suất khí quyển? Càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm. B. Mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển. C. Áp suất khí quyển chỉ tác dụng theo phương thẳng đứng hướng từ trên xuống. D. Có áp suất khí quyển là do không khí tạo thành khí quyển có trọng lượng. Như vậy, ta phải tìm ra 3 câu đúng. Phân tích lại. Câu A. Càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm. Câu này là câu đúng. Bởi vì càng lên cao, trọng lượng riêng của khí quyển càng giảm, nên áp suất khí quyển càng giảm. Câu B. Mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển. Câu này đúng. Câu C. Áp suất khí quyển chỉ tác dụng theo phương thẳng đứng hướng từ trên xuống. Câu này chắc chắn là câu sai, vì áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương. Câu D. Có áp suất khí quyển là do không khí tạo thành cái khí quyển, nó có cái trọng lượng. Các em đã biết rồi, bầu không khí bao quanh trái đất của chúng ta gọi là khí quyển, do có trọng lượng nên gây ra áp suất khí quyển. Vậy câu 9, đó là 9C. Như vậy, cô đã ôn tập cho các em từ bài 1 đến bài 9. Có những phần do cô đã ôn tập kỹ ở các bài học trước rồi, nên phần này cô chỉ đưa một vài bài vào trong phần ôn tập. Còn phần bài tập tính toán về áp suất, cô đưa nhiều bài tập hơn. Các em về nhà học bài và làm bài tập còn lại trong cái đề cương ôn tập học kỳ 1. Trong cái lớp học kết nối tuần 17, các em sẽ làm bài tập 20 câu trắc nghiệm. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em.